Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Vlog của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để các bạn có thể in cái ảnh 3x4 vào Seven Eleven một cách đơn giản nhất. Các bạn chọn cho mình Assassin và Liên Tổ này. Rồi sau khi các bạn chọn xong thì các bạn sẽ Doyushite Chugi e Susumu. Rồi các bạn chọn Smartphone này. Rồi sau đó các bạn làm các bước tương tự như mình thôi, rất là đơn giản. Thì hiện tại thì cái cửa hàng tiện lợi Seven Eleven đã đổi sang hệ thống giao diện máy mới nên có một số cái thao tác nó khác cái máy cũ. Thì hôm nay mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn một cách chi tiết hơn. Đó, đây là các khi các bạn chọn xong thì nó hiện ra những cái thao tác này để các bạn. Rồi các bạn tải cho mình cái phần mềm Marucci Copy các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn làm các bước tương tự như mình thôi. Chọn Assassin Brinton này. Rồi cái phần đầu tiên, rồi chọn những cái ảnh mà các bạn muốn để cho vào cái phần mềm Marucci Copy. Thì thông thường thì các bạn sử dụng cái phần mềm này thì thay bằng các bạn chụp ảnh ở cây nó rẻ hơn khoảng 500 yên các bạn nhé. Thì mình hay sử dụng cái này để mình in cái ảnh 3x4 để dán vào cái sơ hữu lịch các bạn. Đó, các bạn làm các bước tương tự như này nhé. Rồi các bạn chọn cho mình cái kết tên này. Rồi sau đó các bạn sẽ show scene cho mình. Đó, lúc này nó hiện lên hai cái loại máy, một là cái loại máy mới và máy cũ. Thì mình sẽ chọn cái Atarashi no Kishu nhé. Rồi đây là các cái nó sẽ khi mà show scene nó hiện ra cái barcode đồ thì bạn sẽ tắt chi vào cái máy đấy cho mình và kết nối nhé. Rồi sau khi nó hiện đó sau bạn sẽ show scene xong. Rồi bây giờ nó đã gửi đến cái máy cái ảnh mà các bạn muốn. Các bạn đợi mình một chút. Rồi ok, sau khi đây là gửi đến cái máy, sau khi mà nó gửi đến thì đây là cái màn hình đấy nhá các bạn nhá. Các bạn sẽ chọn cho mình cái phần các bạn muốn. Ok, đây mình sẽ chọn cái phần này là Sapphire Assassin Brinton này. Đây là các size sự mà các kích thước để các bạn có thể muốn in. Thì đây mình sẽ chọn giả dụ cái ba cô mê này, có ba cái ảnh này. Đó, tùy vào các mục đích sử dụng của các bạn thì bạn cũng có thể chọn các bạn nhé. Các bạn làm các bước tương tự cho mình và các bạn sau đó các bạn cái phần Kodede Kete Chugi Sumu các bạn chọn cho mình nhé. Rồi ok, sau đó các bạn chọn cho mình cái nút đó nào. Nói chung là các bạn in ở cái phần mềm này thì nó sẽ rẻ hơn ở cái máy mà các bạn chụp ở ngoài, nó rất là khoảng 500 yên đó các bạn. Thì ở đây nó có các loại màu sắc để các bạn có thể chọn. Cái phông nền Shido này. Thì đây mình sẽ chọn cái phông nền Shido nhé các bạn nhé. Hoặc là phông nền màu xanh tùy ý các bạn muốn chọn. Kudo cũng được này. Đó, hình như là cái này hết tầm khoảng 300 yên đó các bạn ạ. Tùy vào mục đích sử dụng các bạn có thể chọn được các size sự khác nhau và các màu sắc khác nhau. Đó, à cái này hết 500 yên, 500 yên các bạn ạ. Đó, ok kế hết 500 yên nhá. Rồi các bạn print to start to. Các bạn cho tiền vào xong. Thì là nó sẽ đợi khoảng 1 đến 2 phút nó sẽ in cho các bạn. Đây trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn xong nhá. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.